It's good? Oh, good. Everything good? Can I have a Diet Coke, please? How many? One Diet Coke. One Diet 7-Up, fine. Okay. Yeah, it's okay. What is your mind? Okay. Did you don't pay attention. You packed up your stuff already, right? Yes. In the room? For the switch and all that? I was like, she's like, close your eyes. I'm surprised you guys actually did start whispering after I said shut up. Dude, you know, she said it in a funny way. The way you said it, I was like, oh, fuck. Let me turn on recording. Oh, yeah. You want me to move for you as you record? Oh, got it. You guys started whispering. What? Well, she was all like, shut up. Say hi, Judy. Damn. Somebody's got Anchorman. It's coming. Oh, I forgot. Wait, this is the camera. Hello. Oh my, go sit down and eat. Thank you, Uncle Mark. Tao, khả năng nhiệm vụ. Mày học cái chữ đó để chịu đi vô nói nó chữ đó hả? Thì sức ăn cái đó mà không biết kêu sao. Để cho quay một cái vòng tròn nha. Để quay vòng tròn nó bắt đầu quay này nha. Cái đó quay vòng tròn hả? Quay vòng tròn. Thì nó quay vòng tròn, mình quay thấy đủ mặt mũi. Quay hả? Đang quay hả? Đang quay. Thì người nào mà ăn nhiều là biết liền. Để tôi coi cái dĩa nào nhiều nhất. Tức là người đó tham. Tôi có người nào mập thì người đó ăn nhiều. Đâu ai mập ở đây đâu bạn, đâu ai mập. Để quay để quay lại. Oh, thank you. Tại sao không có? Tại chi? Tại chi? Thảo này cuốn gì không? Cái phim mà nó đang quay qua người nào thì làm ơn ngậm cái miệng lại nha. Tại vì đưa răng đưa đồ ra kỳ lắm. Nên lúc mà nó quay tới giờ bộ ngậm miệng lại cho nó đẹp chút xíu. Là lửa ra được. Chị nói ông đưa giọng. Cái gì vậy? Cho lấy đi. Chị Năm đưa mấy cái đồ không cho nó lấy. Cái bà sau lưng đi. Thank you. Cái xôi ngon. Bây giờ chất cái xôi ngon. Xôi ngon lắm tát. Xôi ngon lắm. Xóm lại không không được. Để quay cái chỗ bà bán nè, bà ăn nè, bà nhiều nhất nè, đây nè. Để nhìn thấy ông chứng minh nè, coi nè. Đồ ăn bà quá trời, coi bà bán bà ăn nè. Đang quay phim chứng minh đàng hoàng nha. Bà thì nãy giờ ăn mấy cái dĩa rồi. Không có dối đâu, có quay phim đàng hoàng nha. Chị Tư là ít ăn nhất á. Mà chị ăn toàn là món độc không à. Mẹ nó đắt hơn người ta không thì cũng vậy. Bà bán gì thật sự á. Thank you, sir.